Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chắc hẳn mọi người đều đã biết tới màu đỏ đô. Màu này được lấy theo màu của rượu vang vùng Bordeaux đô và có sắc thái đậm hơn màu đỏ bình thường một chút. Và ngày hôm nay, Rượu Tốt xin giới thiệu tới tất cả các bạn một chai vang đến từ vùng Bordeaux đô và cụ thể hơn là đến từ Magaux, có chất rượu cực kỳ sánh đặc và đẹp đẽ. Đó chính là rượu vang Château du Fort Vivien. Chai vang này có nồng độ cồn 13,5% và thuộc phân hạng Grand Cru Classé. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Thomas Jefferson, trong thời gian làm đại sứ tại Pháp, đã có những nhận định riêng với các chateau tại Medoc và xếp hạng Château du Fort Vivien chỉ dưới những cái tên thuộc hạng 1, đó chính là Lafite Rothschild, Château Latour và Château Magaux. Thật vậy, trong bảng xếp hạng rượu vàng năm 1855, Château du Fort Vivien được xếp hạng thứ 2. Hương vị của chai vang này có nhiều hương thơm của vani, trái cây sẫm màu và khói thuốc, chất rượu màu đỏ ruby đậm và có lượng tannin tốt, hơi nghiêng về sự ấm áp trong miệng. Cùng với hậu vị kéo dài, thơm mùi cà phê rang, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc sang trọng. Nhiệt độ sử dụng cho rượu vang nói chung và Château du Fort Vivien nói riêng từ 14 cho tới 16 độ C. Đối với chai vang này, những chiếc bình thở rượu vang được khuyến khích sử dụng. Việc rượu được thở với không khí trước khi uống sẽ kích thích và làm lan tỏa những hương thơm thứ cấp xuất hiện qua quá trình ủ lâu năm trong các thùng gỗ sồi. Món cừu nướng hoặc bò Wellington của bếp trưởng Gordon Ramsay sẽ ngon hơn khi sử dụng kèm chai vang này. Các món đặc sản về châu cũng rất dễ kết hợp bởi hương vị chậm ấm trong Château du Fort Vivien sẽ phù hợp với tính hàn có trong thịt châu. Để mua rượu vang giá tốt nhất, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên website chính thức, đặt hàng online trên fanpage hoặc ghé qua các cửa hàng của chúng tôi tại các cơ sở trên toàn quốc. Rất hân hạnh được đón tiếp.